Xin chào mọi người, cùng quý cô bác, quý anh chị khách hàng thân mến đang theo dõi kênh Nhà đất Bình Dương Hưng Phạm ạ. Hôm nay thì em Hưng đang có mặt trên cung đường DH507 thuộc xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ạ. Và hôm nay thì em quay giới thiệu đến mọi người mình một bất động sản nhà vườn cây ăn trái, mặt tiền kề trường học cấp 2. Mặt tiền đường của chúng ta là đường trải nhựa, đang được quy hoạch mở rộng là đường 32m cô chú anh chị ạ. Và hôm nay á là có một cái đám cưới sát bên nên là lượng xe cộ đậu rất là đông đúc ở đây cô chú anh chị ơi. Và đây chính là ranh giới của vị trí bất động sản hôm nay em chia sẻ đến mọi người mình. Bất động sản này có bám mặt tiền đường trải nhựa DH507 này có chiều ngang là 29.1 và chiều dài là 116, có 317.8m đất ở nông thôn. Tổng diện tích của bất động sản này là 3.047m2, hay thường gọi là ba sào cô chú anh chị ạ. Bất động sản này thì trên đất có một ngôi nhà đẹp lung linh, kèm một vườn cây ăn trái như cây sầu riêng và một vườn hoa lan cô chú anh chị ạ. Và bất động sản này thì gần sát với là trường học cấp 2, cách với trường cấp 2 ở phía ngoài kia chỉ trong bán kính là 400m thôi ạ. Và kế bên với là sân bóng và hồ bơi chỉ trong bán kính là 100m thôi. Và đặc biệt là từ vị trí bất động sản này di chuyển ra ủy ban cũng như là trường chỉ trong bán kính là 650m thôi là đến trung tâm hành chính của xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ạ. Còn di chuyển ra trường học như là trường mầm non, trường cấp 1 và chợ An Linh chỉ trong bán kính là 1,1 km. Và đặc biệt hơn nữa là ở xã An Linh chúng em hiện tại thì đang có quy hoạch khu công nghiệp với quy mô là 1.000 hecta. Chủ trương là năm 2026 này là sẽ khởi công và chủ đầu tư là của BKMS Bình Dương của chú anh chị ạ. Và cách với khu công nghiệp An Linh đó chỉ trong bán kính là 2,5 km thôi ạ. Vâng, thưa cô chú anh chị, bất động sản hôm nay gia chủ đang gửi em Hưng bán với mức giá mong muốn là 7,2 tỷ. Còn thương lượng của chú anh chị ơi, hiện tại thì đang rất là kẹt tiền, cần giải quyết để xử lý công nợ ha. Dạ, ở phía bên này thì có một vườn hoa lan, anh chủ có chia sẻ lại với em. Vườn hoa lan này sẽ để lại cho cô chú anh chị mình luôn ha. Vườn hoa lan này có tên là Mukara. Ngày trước thì anh chủ mua để đầu tư vào, rơi khoảng vào đây là hơn 300 triệu rồi cô chú anh chị ạ. Và bây giờ thì em sẽ quay sơ về cái vườn hoa lan này để cô chú anh chị mình có thể khảo sát được. Và sau đó thì em sẽ quay về cái vị trí nhà cũng như là đằng sau vườn cây ăn trái để cô chú anh chị mình có thể tham khảo với em Hưng nha. Video này cũng khá là dài, em mời cô chú anh chị khách hàng cùng bớt chút thời gian ra tham khảo cùng với em Hưng ạ. Vâng ạ, đây là cái vườn hoa lan thì anh chủ đầu tư cũng khá là tâm huyết vào đây, đổ vào đây cũng hơn 300 triệu rồi ạ. Vườn hoa lan này gia chủ sẽ để lại cho cô chú anh chị mình luôn ha. Và ngay bây giờ thì em Hưng sẽ di chuyển ra phía ngoài và tiếp tục di chuyển vào trong ngôi nhà để em Hưng chia sẻ đến cô chú anh chị khách hàng của em ạ. Dạ thưa cô chú anh chị, từ vị trí bất động sản này di chuyển ra khu công nghiệp An Linh chỉ trong bán kính là 2,5 km này và ủy ban nhân dân của xã An Linh, công an, y tế chỉ trong bán kính là 650m và di chuyển ra trường mầm non, trường cấp 1 và chợ chỉ trong bán kính là 1,1 km thôi ạ. Sân hiên của ngôi nhà này thì đã được gia chủ trang bị là những cái vòm che nắng, che mưa, có thể đậu xe ô tô thoải mái ở khu vực này của chú anh chị ạ. Và ngôi nhà này thì còn rất là đẹp. Nhà của chúng ta thì xây bám mặt tiền đường theo hướng Tây của chú anh chị ạ. Nhà này thì xây với cái công năng là đủ hết, trong đó là có phòng thờ, phòng khách, nhà phòng ngủ, rồi nhà bếp, rồi nhà vệ sinh, nói chung đầy đủ hết ha cô chú anh chị. Nhà thì còn rất là mới. Tuy nhiên thì gia chủ có chia sẻ là những trang thiết bị nội thất trong ngôi nhà này thì gia chủ sẽ mang đi, sẽ tặng lại cho cô chú anh chị mình những cái trang thiết bị nho nhỏ thôi nha cô chú anh chị. Mọi người mình hãy dành cho em Hưng xin một like, một subscribe, đăng ký kênh để theo dõi nhiều bất động sản mới nhất tại Bình Dương mình ạ. Em Hưng thường xuyên đăng vào lúc 7 giờ tối hàng ngày. Rất mong cô chú anh chị khách hàng hãy ủng hộ em Hưng ha. Vâng ạ, đây là cái không gian phòng khách của một ngôi nhà
vườn cây ăn trái đấy ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Ngoài ngôi nhà này ra, ở phía đường sau còn có một cái bể bơi này và một vườn cây ăn trái là cây sầu riêng. Hiện tại thì đã cho thu hoạch rồi cô chú anh chị ạ. Em Hưng sẽ cố gắng quay cận cảnh chi tiết để cô chú anh chị mình có thể khảo sát được ngôi nhà cũng như là vị trí đất để mọi người mình có thể là tham khảo từ xa ha. Mọi thông tin sổ sách, pháp lý đều là sổ hồng riêng hết cô chú anh chị ạ. Hiện tại thì sổ gia chủ đang cầm trong ngân hàng rồi. Đấy. Cô chú anh chị mình muốn biết thêm thông tin bất động sản này thì hãy liên hệ với em Hưng qua số điện thoại 0962 0962 071 298 hoặc kết nối với em qua Zalo 0928 071 298 ạ. Không gian thì rất là rộng rãi, thoải mái, đẹp cô chú anh chị ạ. Là một trong những ngôi nhà thiết kế rất là đẹp mắt trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì ngôi nhà này xây dựng cũng rất là lâu rồi ha cô chú anh chị. Đấy. Nhưng có thể nói là ngôi nhà này gia chủ xài rất là kỹ, còn mới lắm cô chú anh chị ơi. Đấy, phong cách rất là mới, hiện đại, trẻ trung, nhìn rất là dịu mắt. Kèm theo đó là cái tông màu chủ đạo của ngôi nhà này, đó là màu trắng ạ. Một cái màu rất là dễ phối cũng như là không bị lỗi thời. Sân hiên rất là rộng rãi, có thể đậu được rất là nhiều chiếc ô tô ở đây. Hôm nay em Hưng đi quay đang là trong thời điểm 11 giờ trưa của chú anh chị ạ. Ở bên cạnh thì có một cái đám cưới. Thời điểm này thì em Hưng đi quay cũng khá là nóng. Rất mong cô chú anh chị khách hàng cùng xem ủng hộ em Hưng ha. Đây là không gian phòng bếp và nấu ăn cô chú anh chị ơi. Rất là sạch sẽ. Hôm nay thì nhà có khách nên đâm ra cũng không được gọn gàng mấy ha. Còn không gian ở phía bên này là nhà tắm, nhà vệ sinh cô chú anh chị ạ. Đây, nhà tắm, nhà vệ sinh thì rất là rộng rãi, thoải mái. Còn đây là cái hồ bơi cô chú anh chị ơi. Hồ bơi này thì dành cho các bạn nhỏ của anh chị chủ nhà ha. Tuy nhiên thì hồ bơi này cũng đã lâu rồi, không có sử dụng. Tuy nhiên thì công năng của nó thì vẫn đang hoạt động ổn định ha cô chú anh chị. Chỉ cần là rửa dọn dẹp lại rồi bơm nước vào thôi là mình có thể thành một cái bể bơi để tắm rồi. Ở phía bên này thì có một cái cây cóc. Em Hưng zoom lại, không biết là cô chú anh chị mình có thấy rõ không ạ. Đây, một cái cây cóc rất là lớn ở đây. Ở cái ngôi nhà này thì cây ăn trái rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Trong đó có cây sầu riêng này, cây cóc này, cây dừa này, cây xoài này, cây ổi này. Ôi nói chung rất là nhiều. Ngoài ra còn có cả cây đu đủ, cây chuối nữa. Đây bên này thì anh chủ anh làm một cái kho nhỏ ở đây. Đó, và phía bên sau này là một vườn cây sầu riêng của chúng chị ơi. Đây đây, bây giờ em Hưng quay vài trái sầu riêng để cô chú anh chị mình có thể tham khảo ha. Đây, đây là sầu riêng vườn đây cô chú anh chị. Không có phun thuốc gì hết đâu. Đấy, trái rất là to, bự. Anh chủ là sợ mùa mưa đến á, thì nó sẽ bị rụng trái. Nên là anh chủ có cái cột, cái dây vào để mà đỡ nặng cho cái cuống ha. Đấy, một vườn cây ăn trái sầu riêng ở phía đằng sau. Đất thì rất là rộng, có tổng diện tích lên đến là 3 sào cơ mà cô chú anh chị. Rất phù hợp để cô chú anh chị mình có thể là mua đầu tư hoặc là mua để làm cái nhà vườn ở đây luôn. Đấy, mặt tiền kề trường học cấp 2. Đây là cây xoài này. Đó. Em Hưng sẽ cố gắng quay cận cảnh chi tiết nhất để cô chú anh chị tham khảo ha. Đây thì gia chủ cũng có trang bị thêm á, là cái vòi nước tưới tự động rồi ạ. Đây, thời điểm này thì nắng quá cô chú anh chị ơi. Đấy, sầu riêng thì rất là tươi tốt. Tuy nhiên thì sầu cũng em thấy là có vẻ như là gia chủ trồng cũng không được đồng đều. Em thấy là có những cây rất là lớn và có những cây mới trồng đây thôi. Tuy nhiên thì sầu của chúng ta thì đã cho quả ăn trái rồi. Cô chú anh chị mình mua vào là đã có lộc để ăn luôn ha. Đấy, vườn thì rộng rãi, bốn xung quanh thì đã là trang bị rào hết rồi.
Đấy, vườn rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Đấy, mọi người mình có thể tham khảo ha. Nếu cô chú anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh di chuyển xuống đây á, thì hãy liên hệ với em trước để em Hưng có thể là kịp sắp xếp thời gian để dẫn cô chú anh chị khách hàng cùng em tham khảo về bất động sản này nhé. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 0962 071 298 hoặc kết nối với em qua Zalo 0928 071 298 ạ. Em Hưng sẽ gửi đầy đủ mọi thông tin pháp lý, sổ sách cũng như là quy hoạch để cô chú anh chị mình có thể tham khảo được ạ. Có lẽ là video này thì em Hưng sẽ kết thúc sớm tại đây ha cô chú anh chị. Đây đằng sau đây là các hộ dân ở sau đây. Hộ dân và một cái sân bóng ha. Nói chung về cái bất động sản này thì họ thật rất là tuyệt vời. Với cái mức giá mong muốn đang là 7 tỷ 2 cô chú anh chị ạ. 7 tỷ 2 chúng ta sở hữu ngay được một cái mảnh đất kề trường học cấp 2, diện tích là hơn 3 sào. Trong đó có là 317,8 m² rồi. Mà đất thì rất là dài. Đất có cái chiều dài là 116 m cô chú anh chị ạ. Có vườn cây ăn trái là cây sầu riêng. Đây trái bự lắm. Loại này hình như là loại sầu Thái và sầu ri của chú anh chị ơi. Đây. Vâng, còn bây giờ thì em Hưng xin phép được di chuyển vào ngôi nhà để quay sơ để cô chú anh chị mình cùng tham khảo ha. Về cái nước sử dụng của ngôi nhà này đang là sử dụng chính là nước máy cũng như là nước giếng của chú anh chị ạ. Nước giếng thì gia chủ sử dụng để tưới cây và nước máy thì sử dụng để ăn uống hàng ngày. Đấy, một bất động sản rất là đẹp. Không gian rộng rãi. Nội thất thì anh chủ sẽ mang đi ha có chú anh chị. Chỉ để lại cho chúng ta một số cái đồ nội thất nho nhỏ thôi. Đấy, anh chủ sẽ mang cái nội thất này đi để thuê một cái nhà nào đó để ở có chú anh chị ạ. À. Bây giờ thì nợ nần nhiều quá rồi. Buộc phải bán để thanh lý nợ nần thôi ha. Chứ không là ngân hàng nó cũng vào nó siết nợ luôn có chú anh chị ạ. À. Trong thời điểm này rất là khó khăn, nhìn ô tô quá trời mà ham quá. Thôi, có lẽ video cái này em Hưng xin kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào những video tiếp theo ạ.